Podcast Đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Xin chào bạn, tôi là Thúy Hằng, người đồng hành với bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều ngày hôm nay. Bạn thân mến, Tết thì cũng đã cận kề rồi. Thời điểm này thì những người có kế hoạch dịch chuyển hẳn là đã lên xong được kế hoạch về quê hay là đi du lịch hưởng không khí xuân. Theo Cục Hàng không Việt Nam thì nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ rất là cao trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam, tính đến ngày 12 tháng 1 thì trong giai đoạn cao điểm từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, tức là từ ngày 14 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, về máy bay một số chặng đã gần như là kín chỗ. Tại chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi các sân bay địa phương, một số chặng hiện có tỷ lệ đặt chỗ cao vào các ngày trước Tết âm lịch như là từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 2, tức là từ ngày 22 tháng Chạp tới mùng 2 tháng Giêng âm lịch. Có một câu chuyện đáng chú ý, đó là năm nay thì vé máy bay Tết giá rẻ gần như là biến mất, chỉ có hạng vé giá cao thì được mở bán, mà một số chặng bay lại bắt đầu khan vé và hết vé. Việc giá vé máy bay cao ngất ngường vào thời điểm này đã không còn là câu chuyện lạ trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên thì năm nay có những diễn biến bất thường, bất chấp việc các hãng hàng không liên tục phát đi thông điệp là tăng chuyến tăng ghế để bảo đảm nhu cầu tăng cao của người dân nhưng mà vé máy bay tết năm nay đang dần trở thành một món hàng xa xỉ khi mà vé rẻ gần như là không thể tìm mua được khảo sát trên một số website của các hãng hàng không thì điểm dễ nhận thấy nhất tại thị trường vé máy bay tết năm nay có thể gói gọn trong hai từ đó là đắt và hiếm. Đơn cử như chặng bay vàng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, hãng bay Vietnam Airlines chào bán cặp vé khứ hồi cho chiều đi ngày mùng 6 tháng 2 và về vào ngày 17 tháng 2 với giá là từ hơn 6 triệu 500 nghìn đồng đến hơn 7 triệu đồng tùy chuyến. Thậm chí là Vietnam Airlines chỉ còn số ít chuyến bay có giá vé hạng phổ thông là hơn 7 triệu 300 nghìn đồng một vé khứ hồi. Cùng thông số ngày giờ và chặng bay như trên giá vé một cặp vé khứ hồi mà Bamboo Airways chào bán lên tới hơn 7 triệu 500 nghìn đồng. Đa số các chuyến bay chặng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian này hầu như đều đã hết chỗ. Chỉ còn lại một số chuyến của Vietjet Air chủ yếu bay vào khung giờ đêm muộn và sáng sớm, tức là từ khoảng 19 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Không chỉ giá vé bị đội lên kịch trần mà lựa chọn cho hành khách ở những phân khúc giá dễ chịu cũng gần như là không hề có. Hiện tại thì trên website của các hãng hàng không lớn như là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways thì gần như là khách hàng có rất ít lựa chọn về giải vé khi mà gần như toàn bộ vé hạng phổ thông đều đã hết. Để tìm được cho mình một chỗ trên máy bay về quê ăn Tết thì hành khách chỉ còn lựa chọn duy nhất đó là hạng thương gia với giá quá cao, vượt ra mức chi trả của phần lớn người lao động năm ngoái dù giá vé máy bay tết tăng rất là cao nhưng mà tình trạng khan hiếm vé đã không xảy ra như là năm nay có rất nhiều giải vé cho hành khách lựa chọn trong đó thì phân khúc vé phổ thông là tương đối dồi dào việc giá vé máy bay tăng cao và có ít lựa chọn đã và đang khiến nhiều người lo lắng không ít người đã bắt đầu có sự đắn đo cho hành trình về quê ăn tết và năm nào thì các hãng hàng không cũng tăng cường số chuyến bay nhưng mà năm nào thì người dân cũng khó mua vé Dịp Tết năm nay, hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết là đã tăng thêm hơn 100.000 chỗ, nâng tổng số lên 2,1 triệu chỗ với 10.700 chuyến bay theo mùa cao điểm Tết. Còn Bamboo Airways sẽ tăng trên 20% tải cung ứng trong giai đoạn cao điểm, tập trung tăng tần suất khai thác trên các đường bay trục chính Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh việc mà tăng chuyến tăng ghế là thông điệp mà không phải là dịp tết năm nay các hãng hàng không mới nói đến mà hầu như là cao điểm lễ tết nào cũng được phát đi tuy nhiên thì bất chấp điều đó giá vé máy bay vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt các chuyên gia cho rằng là việc giá vé máy bay nhảy múa vào mỗi dịp lễ tết ngoài nguyên nhân là do nhu cầu đi lại tăng cao của người dân thì không loại trừ khả năng đó là có tình trạng thổi giá vé hoặc là tạo cơn sốt giả để tăng giá vé bởi vì theo quy luật thì cho dù nhu cầu tăng cao đến như thế nào nhưng mà một khi các hãng bay có kế hoạch tăng chuyến tăng ghế thì đúng ra là giá vé máy bay phải giảm đi. Thế nhưng đằng này giá vé vẫn cao chót vót, thậm chí là càng ngày càng khan hiếm là điều bất thường. Ngoài việc giá vé máy bay Tết tăng quá cao thì tình trạng ít giải vé khi vé hạng phổ thông đều đã hết mà chỉ còn vé hạng thương gia cũng là điều không bình thường bởi giá vé máy bay được các hãng phân bổ với rất nhiều giải giá khác nhau tùy từng thời điểm từ thấp đến cao và được khống chế bởi mức giá trần của cơ quan quản lý nhà nước nếu như mà giá vé bay nội địa ở quá cao nhiều người dân có thể sẽ chuyển sang lựa chọn các phương tiện đi lại khác hoặc là thay đổi kế hoạch đi lại dịp Tết sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Nhiều tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác cũng giúp giảm thời gian di chuyển so với trước. Đường sắt giờ đây cũng đổi mới nhiều dịch vụ, do đó hành khách có nhiều lựa chọn phương tiện di chuyển để có thể phù hợp với nhu cầu cũng như là tiết kiệm chi phí trong thời buổi thắt lưng buộc bụng như hiện nay. Bạn đang nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Đó là sau 3 năm, Việt Nam đang thực hiện vượt chỉ tiêu đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã đạt 121,4% so với kế hoạch và đến thời điểm này, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh, gồm 334 triệu cây xanh phân tán và hơn 435 triệu cây xanh tập trung một số địa phương trồng trên 30 triệu cây, đó là Lào Cai, Phú Thọ, Long An, Gia Lai, Nghệ An. Các địa phương trồng được trên 20 triệu cây, đó là Lai Châu, Lâm Đồng, Con Tum, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Yên Bái, Sơn La và cà Mau. Tuy nhiên thì trong 3 năm qua, dù chúng ta cũng đã thực hiện thành công mục tiêu đó là trồng 1 triệu cây xanh, nhưng mà diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay thì mới chiếm tỷ lệ là khoảng 1 thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn. Vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm, mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng thì cũng còn thấp. Những năm qua, biến đổi khí hậu toàn cầu cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lụt, sạt lở, hạn mặn đã gây hại nặng nề đến tính mạng, đến tài sản của nhân dân. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng quyết liệt hơn, trong giai đoạn tới năm 2024-2025, Việt Nam đã lên kế hoạch trồng gần 500 triệu cây nữa và để cây xanh phát triển thì mỗi cây được trồng cần phù hợp với điều kiện sinh thái, quy hoạch và quỹ đất hiện có của từng địa phương, từng khu vực cụ thể, cần ưu tiên trồng cây bản địa, thân gỗ, đa mục đích, có giá trị bảo vệ môi trường, có tác dụng phòng hộ cao, mang bản sắc văn hóa địa phương, vùng miền và việc trồng cây không chỉ bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học mà còn là một ngành kinh tế quan trọng mang lại nguồn lợi to lớn cho Việt Nam ở hiện tại cũng như là tương lai. Việt Nam được biết đến là một trong những nước chế biến và xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới, xuất khẩu sang hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ với giá trị đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Việt Nam đã tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu từ năm 1992 đặc biệt tại hội nghị COP26, Việt Nam cam kết thực hiện lộ trình đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Việc hàng trăm triệu cây xanh đã được trồng trên khắp mọi miền tổ quốc sẽ góp phần phủ xanh đất trống đổi trọc, cải thiện được môi trường sinh thái, phát triển được kinh tế xã hội của đất nước, đóng góp tích cực vào việc giảm nhẹ thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và điều này cũng thể hiện quyết tâm và cam kết chính trị của việt nam trong việc giải quyết những thách thức nghiêm trọng của toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và suy giảm các hệ sinh thái hướng đến mục tiêu một hành tinh khỏe mạnh Bạn thân mến, bạn vừa nghe podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Các bạn có điều gì muốn trao đổi, hãy để lại bình luận bên dưới để chúng ta cùng bàn luận trong những số tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.